Xin chào mọi người, hôm nay Travel EU sẽ giới thiệu với mọi người thành phố Lin bên dòng sông Danube của Áo. Đây là một điểm du lịch tuyệt vời với nhiều điểm tham quan và hoạt động thú vị. Thành phố được thành lập bởi những người La Mã và ban đầu họ gọi nó là Lentia. Tên gọi Lin lần đầu tiên được sử ghi vào năm 799. Từ khi xứ Bayern mở rộng về phía Nam thì Lin trở thành một trung tâm thương mại lớn. Ngày nay Lin là thành phố lớn thứ ba của Áo, là thủ phủ của bang Thượng Áo tiếng Đức Oberösterreich. Thành phố nằm ở trung tâm phía bắc của Áo, cách biên giới phía nam của Séc khoảng 30 km và thành phố trải dài cả hai bên bờ sông Danube. Dân số của thành phố là khoảng 190.000 vào thời điểm tháng 4 năm 2009. Kể từ năm 2014, Lin đã là một phần của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO với các bảo tàng hiện đại mà các bạn nên ghé thăm ở đây. Hauptplatz, quảng trường chính của thành phố Lin, nằm ở trung tâm thành phố với diện tích 13.140 m², là một trong những quảng trường nhà cửa san sát nhau lớn nhất ở Áo. Nó chỉ cách sông Danube một con phố và những tòa nhà ở đầu cầu. Quảng trường chính được xây dựng vào khoảng năm 1230 và hiện nay dài 219 m và rộng 60 m. Nhiều buổi chợ hàng năm được tổ chức trên quảng trường chính. Các tòa nhà đáng lưu ý ở đây. Ở đây năm 1872 từng có hiệu thuốc ở gần đầu cầu, mà chủ là Nicolaus Johann van Beethoven, em trai của thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven. Giữa quảng trường có cột Trinity hay còn gọi là cột Chúa Ba Ngôi, được xây dựng vào những năm 1717-1723. Tòa thị chính cũ, nhà Feitinger với nhạc chuông nổi tiếng Kirillen, tuyến tàu điện lên đồi Kotsulingberg bắt đầu từ đây và rất nhiều nhà hàng, quán cà phê. Lin là thủ đô văn hóa châu Âu vào năm 2009. Là một thành phố không chỉ bảo tồn truyền thống mà còn tích cực quảng bá di sản văn hóa xuyên biên giới, trong khi truyền thống được đề cao. Hợp với những ý tưởng đổi mới bằng cách tham gia vào các dự án đặc biệt liên tục đề cao khí cạnh văn hóa của thành phố. Từ âm nhạc cổ điển đến nghệ thuật hiện đại và kiến trúc ấn tượng, sự kết hợp tuyệt vời giữa các tòa nhà lịch sử.
Mariendom hay là nhà thờ mới, còn được gọi là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Maria Amphagna Dom, là một nhà thờ Công giáo La Mã. Tân Gothic không phải là nhà thờ cao nhất mà là lớn nhất ở Áo, so với thiết kế khá đơn giản của nhà thờ Ignatius. Nhà thờ mới tự hào có ngoại thất công phu và chi tiết với nhiều cửa sổ, tháp chuông và cửa sổ kính màu đẹp mắt với không gian cho khoảng 20.000 người. Nhà thờ mới rộng rãi và có quy mô lớn nhất ở Áo. Đặc biệt đáng chú ý là các cửa sổ kính màu của nhà thờ. Nổi tiếng nhất là cửa sổ Lin, mô tả lịch sử của thành phố Lin. Các cửa sổ khác có vẽ chân dung của các nhà tài trợ cho việc xây dựng nhà thờ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, một số cửa sổ, đặc biệt là ở phần phía nam của nhà thờ, đã bị hư hại thay vì khôi phục các cửa sổ ban đầu. Các cửa sổ trên đã được thay thế bằng các cửa sổ hiển thị nghệ thuật hiện đại. Cũng đáng chú ý là cảnh Chúa Giáng sinh trong hầm chôn cất của nhà thờ, với các hình vẽ của Osterreder và các hình ảnh của giám mục Rudisier. Kế hoạch xây dựng nhà thờ đã có từ năm 1855 bởi giám mục Franz Josef Rudisier. Viên đá đầu tiên khởi công được đặt ngày 1 tháng 5 năm 1862. Năm 1924, giám mục Johann Maria Goner đã thánh hiến nhà thờ đã hoàn thành thành nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, được thiết kế bởi kiến trúc sư bậc thầy của Tổng giáo phận Cologne, Vincent Stad. Nhà thờ được xây theo phong cách kiến trúc Gothic cao của Pháp, là nhà thờ lớn nhất với chiều dài 130m và diện tích 5.170m2. Tuy nhiên, nó không phải là nhà thờ cao nhất ở Áo. Theo thiết kế ban đầu, tháp chóp sẽ xây cao hơn, tuy nhiên thiết kế đã không được chấp thuận bởi vì ở đế quốc Áo Hungary vào thời điểm đó, không có tòa nhà nào được phép xây cao hơn tháp phía nam của nhà thờ Thánh Stephen ở Viên. Với độ cao 135m, nhà thờ mới thấp hơn nhà thờ chính tòa Thánh Stephen Viên 2m. Thank you.
Cầu Nibelungen dài 250m và rộng 30m ở Linh Bắc qua sông Danube theo hướng Bắc Nam và nối trung tâm thành phố với các quận Urfa. Ngày 13 tháng 3 năm 1938, Adolf Hitler hứa với thị trưởng Linh sẽ xây cầu mới cho thành phố. Cầu sau đó được xây và hoàn thành vào năm 1940. Công trình xây dựng bằng thép nằm trên hai trụ bê tông này đã tồn tại cho đến ngày nay. Chính Hitler cũng là người đã đặt tên cho cây cầu này. Kiến trúc đẹp với những mảng không gian xanh rộng lớn và những đổi mới hiện đại, Linh sẽ có nhiều thứ để cung cấp cho du khách cũng như các thành phố nổi tiếng về du lịch của Áo như Viên và Salzburg. Thành phố cũng được gọi một cách không chính thức là Linh trên sông Danube để không bị nhầm với thành phố Linh của Đức trên sông Rhine. Nếu bạn là một người mê công nghệ thì trung tâm A Electronica hoặc bảo tàng tương lai như nó còn được biết đến sẽ giống như thiên đường. Đây là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất mà bạn có thể ghé thăm với nhiều công nghệ và tính năng tương tác rất thú vị để sử dụng và tìm hiểu. Trung tâm được chia thành các phòng và khu vực khác nhau chứa nhiều trò khác nhau như bóng bàn ảo. Màn hình lớn độ phân giải 8K hiển thị các khu vực khác nhau trên thế giới với độ nét cao tuyệt đẹp. Màn hình tương tác hiển thị hình ảnh vệ tinh của trái đất. Công nghệ mới chẳng hạn như robot ở đây hiểu được khi bạn gọi tên và ở đây có hệ thống thông tin mà bạn có thể truy cập bằng bút cảm ứng đặc biệt. Hiển thị lượng thông tin chi tiết đáng kinh ngạc về dân số và các thành phố trên thế giới, ngay cả khi bạn không phải là người yêu thích công nghệ mới. Trung tâm Art Electronica là một nơi tuyệt vời để ghé thăm. Linh là một thành phố tự hào có một số bảo tàng hiện đại và bảo tàng nghệ thuật Lentos là một trong số những bảo tàng như vậy với vẻ ngoài hiện đại và rực rỡ ánh đèn neon vào ban đêm. Bên cạnh vẻ ngoài hấp dẫn của tòa nhà này, bảo tàng còn lưu trữ một loạt các tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc và là một trong những kho tác phẩm nghệ thuật nổi bật nhất của Áo với hơn 1.500 tác phẩm. Từ chủ nghĩa hiện đại cổ điển đến hiện đại thế kỷ 19 và các tác phẩm theo trường phái biểu hiện từ những năm 1920. Đây là địa điểm dành cho những người yêu nghệ thuật, không chỉ có các tác phẩm nghệ thuật phong phú, ở đây còn có thể chọn các tác phẩm điêu khắc và nhiếp ảnh để bạn chiêm ngưỡng thưởng thức.
là nhà thờ liên cổ Notre Dame mang tên thánh Ignatius. Nhà thờ Baroque này có hai tháp mái vòm ấn tượng theo phong cách hình dáng cử hành điển hình cho thời kỳ này. Nhà thờ đứng gần ngay các quảng trường chính Hagplatz. Nhà thờ được xây dựng bởi các tu sĩ dòng tên vào năm 1669 để phục vụ cho giáo phận Linh. Nhà thờ được thành hiến cho thánh Ignatius. Mặc dù bên ngoài không xa hoa như một số nhà thờ châu Âu khác, các tòa tháp vẫn bắt mắt và nội thất bên trong của nhà thờ rất tuyệt vời. Nội thất xa hoa bao gồm một cục giảng bằng gỗ được trang trí lộng lẫy và các gian thờ với nhiều cột đá cẩm thạch màu hồng và một bàn thờ cao hoàn chỉnh với các bức tranh tôn giáo đẹp. Nhà thờ cũng là nơi nhất định bạn phải ghé thăm vì đây là một công trình thú vị để so sánh với Marienhof. Nhà thờ mới cách đó vài phố không